Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Tasnim, Phó Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo IRGC, Thiếu tướng Abbas Niporoshan cho biết Iran đang thiết kế và phát triển các mẫu mới của tên lửa siêu thanh Fatah với khả năng có thể gây ảnh hưởng nặng nề cho Israel. Phó Tư lệnh cho biết hiện Iran đã hạn chế phạm vi tên lửa của mình trong vòng 2.000 km theo lệnh của lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, nhằm tuân thủ các chính sách và các mối đe dọa của nước này, và Iran không có vấn đề gì về công nghệ để nâng cao chất lượng và cải thiện khả năng của tên lửa phạm vi 2.000 km. Tên lửa siêu thanh Fatah được công bố vào tháng 6 vừa qua. Thiếu tướng Niporoshan cho biết, viên đạn có thể di chuyển với tốc độ Mach 14 đến 15 với động cơ đẩy bằng nhiên liệu rắn với vòi phun di động, cho phép tên lửa di chuyển theo mọi hướng trong phạm vi 1.400 km. Fatah có thể xuyên qua tất cả các hệ thống phòng không và làm nổ các hệ thống chống tên lửa của Israel. Iran và Israel có mối quan hệ căng thẳng trong nhiều năm. Gần đây, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công quân sự ở Syria, nhắm vào các địa điểm quân sự được cho là do Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này điều hành.